Hả? Chú nói gì vậy? Chú mít cái gì? Gọi lên. Sao? Em Bông đang giấu cái gì trong đó hả? Giấu cái gì đâu? Chị thấy Bông này dính nằm trong đó chơi. Chú mít chị hiền gì này cả nha. Chú kêu đó, Bông giấu cái gì trong đó? Giỡn chị vô. Bông Bông đâu? Chị không Bông đâu? Chị xu đây, chị xu mít chị vậy? Hả? Ông làm gì? Chết rồi, nhìn cái mặt đây á, là có chuyện gì xảy ra này cả nha. Đi học sao không về, không thay quần áo ra mà ngồi làm gì hôm nay? Sao? Lục cặp hả? Lục cặp đâu? Đâu có gì đâu. Bán kiểm đi. Bán kiểm đi. Bán kiểm đi. Mỗi lần lục ra là ra mấy cái gì đâu không á. Còn gì đây? Còn gì đây? Kính gửi gia đình em xuống xí sọn. Tôi là cô giáo chủ nhiệm. Hôm nay em Bông đi học để cắn bạn. Cái con này sao mà mỗi lần về đánh ra các bạn kiểm điểm về. Còn gì nữa đây này cả nha. Bông bé Bọng xin hứa từ nay không cắn bạn nữa. Bông bé Bọng xin hứa từ nay không cắn bạn nữa. Cái gì? Chết rồi. Vậy là cô giáo bắt về nhà chép ra 100 lần cái câu xin hứa không cắn bạn nữa đúng không? Đúng rồi cả nhà. Chết rồi giờ sao đây? Cô giáo bắt chép bao nhiêu lần? Nói to lên. Cô giáo bắt chép 100 lần. Ngày mai đi nộp cho cô giáo. Mà hiện tại á, hiện tại Bông mới chép có 7 lần rồi cả nhà. Rồi sao? Làm sao mà Bông chép được 100 lần? Bông kêu cả nhà. Bây giờ chị Hiền, làm sao chị Hiền giúp Bông lần này đi? Làm sao mà giúp Bông á là chép được 100 lần cái câu mà Bông xin hứa từ nay không cắn bạn nữa để ngày mai đi nộp cho cô giáo. Qua cái cửa ải lần này á là Bông hứa từ nay về sau sẽ học lên trường sẽ học hành đàng hoàng. Bây giờ sao Su, bây giờ có giúp em Bông không? Su cái này giúp cả nha. Nhưng mà mọi người, kể cả có nhờ chị Hiền cùng với em Su hợp lực lại viết cho em Bông cũng không thể nào viết được 100 lần cái câu này để kịp thời gian cho ngày mai để đem lên trường nộp cho cô được. Cho nên bây giờ chị Hiền đã nghĩ ra một cách là mình phải chế tạo ra một cái bút mà có thể một lần viết được 10 hàng một lúc. Được không? Viết 10 hàng một lúc thì mình chỉ còn viết 10 lần đã ra được 100 câu rồi. Bây giờ chị Hiền sẽ chế tạo cái bút thần kỳ để cho em Bông, để em Bông chép phạt. Bây giờ chị Hiền phải giúp Bông thôi cả nha. Chứ theo như tình hình này á là Bông không thể nào mà chép phạt kịp đâu. Chép 100 lần mà làm sao mà chép phạt kịp. Em Bông còn nhỏ như vậy, có chị Hiền với chị Su giúp cũng không bao giờ kịp hết cả nha. Bây giờ á, trước khi mẹ và anh Sen về á thì chị Hiền sẽ chế tạo cho em Bông một cái bút thần kỳ có thể viết được cùng lúc 10 hàng cùng một lúc như cả nha. Đây. Không biết chị Hiền có chế tạo thành công cái bút có thể viết 10 hàng cùng một lúc hay không đó mọi người. Làm gì có cái bút nào mà có thể viết 10 hàng cùng một lúc được. Chị Hiền xài em Bông rồi. Chị Hiền đừng có lừa em Bông nha. Dụ như á, bình thường á là mình chỉ viết được một lúc thôi như thế này thôi. Hôm nay đi là chỉ được một hàng. Rồi mình viết tiếp hàng thứ hai. Bây giờ chị Hiền sẽ chế tạo một cái bút viết 7 hàng cùng một lúc. Thì theo như kế hoạch là chị Hiền sẽ dán hai cái bút lại với nhau này cả nha. Khi mình viết ra là mình viết được 2 hàng cùng một lúc này cả nha. Đó. Hôm nay em Bông đó cả nha, mình có thể viết được 2 hàng cùng một lúc. Tuy là nó hơi xấu nhưng mà đây là cách tạm thôi. Bây giờ mình chế tạo như vậy là được rồi cả nha. Để bắt vượt qua cửa ải lần này đã thì chị Hiền sẽ xếp bia xong, chị Hiền sẽ dùng băng keo dán lại nha mọi người. Su lúc này cũng ngồi để hỗ trợ chị Hiền đó cả nha. Su ngồi Su nói chị Hiền á là phải xếp bút thẳng hàng thì mới có thể dán lại được với nhau. Đây, chị Hiền sẽ dán 7 cái bút lại với nhau như thế này. Wow. Rồi, sau khi 7 cái bút lại dính lại với nhau như thế này thì bây giờ mình sẽ viết cùng lúc 7 hàng. Bông bé Bọng xin hứa từ nay sẽ không cắn bạn nữa. Giờ mình sẽ viết nhanh cả nha. Hy vọng là sẽ thành công. Hiện tại chị Hiền đã bước đầu tiên chế tạo được cho em Bông cái bút rồi. Bây giờ chị Hiền sẽ thử nghiệm để coi thử cái bút này viết ra được mấy hàng cả nha. Bông nhìn nè. Kệ đây, bây giờ mình hy vọng là nó sẽ viết được nhiều hàng nhất có thể. Câu chép phạt của Bông là Bông bé Bọng xin hứa từ nay không cắn bạn nữa. Bây giờ mình sẽ viết nha. Bông. Hả? Có 2 hàng rồi mọi người. Hả? Viết được có 2 hàng cùng một lúc mà chị Hiền dám nói là có thể viết được 10 hàng cùng một lúc. Như vậy thì làm sao á mà có thể thành công chép phạt cho Bông được bây giờ. Chị Hiền là một mớ bút như vậy mà nó viết được có 2 hàng rồi. Bây giờ là sao Bông? Chết rồi, bây giờ chị phải chế tạo lại. Chứ hiện tại biết như thế này thì biết được có 2 hàng chứ mấy. Đâu có đẩy nhanh tốc độ được bao nhiêu đâu. Bây giờ mình phải cải tiến cái bút này lại cả nha.
Sau một thời gian chế tạo thì cuối cùng chị Hiền đã chế tạo được cây bút có thể viết 5 hàng cùng một lúc cho em bông nha cả nhà. Đó, bây giờ chị Hiền sẽ viết cho em bông. Đó cả nhà, bông xin hứa từ nay về sau sẽ không cắn bạn nữa. Chị Hiền nói viết được 5 hàng cùng một lúc. Mày sao quá, trên video chị viết được có 2 hàng cùng một lúc cho mấy. Chị Hiền lại lùi em bông rồi. Mà cả nhà, nét chữ á là nó sẽ bị dính vô nhau. Tại vì cái bút đây là cái bút mình chế tạo mà. Thành ra là mình phải chấp nhận như vậy. Nhưng mà nó sẽ đẩy ngay cái tốc độ chip phạt cho bông. Bây giờ chị giúp bông được đến khúc này thôi. Còn bông phải tự cầm, tự viết. Chứ làm sao mà chị viết giùm bông được, đúng không? Bây giờ nha, lo mà viết trước khi anh Xuyên với mẹ về đi. Anh Xuyên với mẹ mày về phát hiện ra là anh Xuyên với mẹ sẽ quýnh bông đó. Đó cả nhà, bây giờ chị Hiền sẽ giao cái bút này cho em bông. Để em bông tự chép phạt nha cả nhà. Đó. Sẽ học bà đi, mày ra đây làm gì đây? Hả? Học bà đi. Cãi gì? Hôm nay em bông lại bị phạt nữa hả? Có thiệt không? Thiệt cả nhà. Ủa mà em bông bị phạt rồi sao mà bông ra xô ra làm gì? Cãi gì? Chị Hiền giúp đỡ bông hả? Trời ơi, bông bị bông làm hư vậy mà chị Hiền cũng giúp đỡ nữa hả? Đâu vô anh coi coi. Đâu? Trời ơi, Su đi Su báo cáo với anh Xuyên cả nha. Rõ ràng á là đã hứa với chị Hiền á là sẽ không báo cáo với anh Xuyên. Mà giờ ra miết anh Xuyên nè mọi người. Hey. Ủa, sao nay hai về sớm vậy? Hai kêu đến chiều hai mới về mà. Anh vừa mới nghe em Su ra nói với anh á là Hiền đang tiếp tay cho em Bông. Em Bông bị phạt mà Hiền không la em Bông mà Hiền còn tiếp tay cho em Bông rồi đúng không? Không có, em đang dạy em Bông học bài, Bông không làm gì sai đó. Su ơi, Su, em thấy cái gì thì em nói đi. Thấy gì? Thôi đừng có sợ, em phải nói. Ê có đi chứ, em đừng có sợ, có anh ở đây không có sợ gì đó. Chị Hiền đây, vô đây cả nhà. Không có gì hết. Su nói là ở đây nè cả nhà. Có gì hết? Cái gì vậy, đem chi giấu cái gì đây? Không có gì hết, Bông đang học bài. Cả nhà, Su nói với anh Sen á là hiện tại là em Bông đang vi phạm một cái lỗi gì đó rất là nghiêm trọng. Và cô giáo yêu cầu em Bông phải về nhà chế phạt cái gì đó cả nhà. Mà bây giờ chị Hiền đang tiếp tay cho Bông. Chị Hiền đang không la Bông mà còn giúp đỡ Bông nữa. Bây giờ anh vô anh kiểm tra. Bông học bài mà. Đâu? Không có làm gì hết trơn. Đề nghị chị. Rồi đây cả nhà. Đây, anh coi coi. Bông làm gì đây? Ôi ơi. Trời ơi. Trời ơi cả nhà, thì ra là vậy. Bông bị cô giáo yêu cầu là về nhà chế phạt cái lỗi vi phạm của mình cả nha. Thì đúng rồi, em bây giờ em nói thiệt á, bông lên chuồng muốn cắn bạn, bây giờ yêu cầu chip phạt, em đang cho bông chip phạt, cho đâu làm gì đâu. Ừ, chip phạt. Trời ơi cả nha. Cả nha, cái gì không? Chị Hiền dễ tiếp tay chế tạo một cái bút có thể viết được 5 lần luôn một lúc cả nha. Hiền gì? Cả nha thấy không? Bông viết nhanh như vậy là chỉ nhờ cái bút này thôi. Chứ bây giờ hai người đi. Bông nó tội lắm. Nghĩ sao mà viết 100 lần, làm sao mà bông viết kịp. Cả nhà, anh Sen biết rằng á, bông còn nhỏ, bông chỉ phải 100 lần là rất là mệt luôn. Nhưng á, bông làm sai, bông lên lớp bông học mà bông cắn bạn. Lỡ á, mà bạn bị sao thì sao. Vì vậy á, lỗi sai của bông cần phải bị phạt cả nhà. Thì cô giáo đưa lên phạt đây là đúng xứng đáng với bông luôn á. Không có nói gì đó, mà tại sao lại tiếp tay? Thì tại vì em thấy bông còn nhỏ quá, bông mà chấp phạt như vậy là bông không có thời gian ăn cơm học bài nữa, cho nên em muốn giúp bông thôi. Thôi bây giờ mà em không biết đó là sai. Bây giờ cả nhà, chị bông sai không nói, nhưng mà chị Hiền lớn rồi, chị Hiền mà vẫn làm sai. Bây giờ á, bông chấp phạt 100 lần cái là bông nữa sẽ không cắn bạn nữa. Còn chị Hiền chấp phạt 100 lần, chị Hiền xin hứa với anh Sen không tiếp tay cho em bông làm việc xấu nữa. Đó. Trời ơi, bây giờ chị Hiền cũng phải chấp phạt cả nha. Chị Hiền lớn rồi mà bây giờ cũng phải chấp phạt nè. Bây giờ, nhưng mà bây giờ chị Hiền biết lỗi sai rồi thì chị Hiền sẽ chấp phạt cùng với em Bông luôn. Bây giờ không có nói nhiều rồi, bây giờ đó chị Hiền vào đây, chị ngồi thuốc rồi. Ê, em nhỏ đừng có học hiền như chị Hiền nha. Rồi mình không được lương lẹo như vậy, như vậy các em nhỏ. Rồi chị Hiền sẽ ngồi chấp phạt với em Bông. Bây giờ sẽ đổ lại cái bút đúng như cho em Bông, có cái bút viết 5 hàng một lúc. Rồi bây giờ chị Hiền viết phạt ở đây, chị Hiền với em Bông sẽ cùng chấp phạt với nhau. Chấp phạt thế này thôi. Chị Hiền xin hứa không tiếp tay làm gì sao nữa. Đây. Làm sao nữa? Rồi, ghi số 1 vô đây. Số 1. Rồi, ghi số 2. Là em phải viết bao nhiêu vòng? Viết 100 lần. Hả? Viết 100 lần. Đúng rồi, bông viết 100 lần cái từ bông bé bọng xin nước không cắn màn nữa vô đây. Bây giờ chị Hiền với bông sẽ ngồi viết nha cả nhà. Ngồi viết, còn Su. Em ngồi đây, em kiểm soát cho anh.
Đúng rồi, chị Hiền làm sao để giúp Bông làm việc xấu như vậy? Phải để Bông tự chịu phạt chứ. Bông có lỗi sai thì phải để Bông tự chịu phạt chứ sao giúp Bông như vậy? Năm sáu lần đâu. Rồi đó, bây giờ em ngồi đây, em kiểm soát cho anh. Chị Hiền á với em Bông phải viết phạt xong rồi viết xong rồi đem ra cho anh, được chưa? Đó, khi nào mà viết phạt cũng được ăn cơm. Chị Hiền là đồng lõa nên làm gì ngồi viết. Ngồi viết đi, cả nhà. Chị Bông, chị đây cả nhà. Này thấy không, cả nhà, chị Hiền viết được 2 lần rồi nè. Bây chị Hiền viết lần thứ 3 này cả nhà, 100 lần nhanh mà. Mới đây viết được 3 lần rồi nè. Còn Bông nữa, Bông viết đi nhanh chưa? Đó, xu ngồi xu kiểm tra cho anh. Sai chỗ nào quá là nói anh thích cái ảnh vô quýnh, được chưa? Đúng rồi cả nhà, xu thấy việc xấu mà xu ra xu nói xì vậy là xu tốt á. Được rồi, giỏi. Hả? Xong rồi mọi người. Đây. Trời ơi cả nhà, sau một ngày một đêm cuối cùng chị Hiền cũng biết xong rồi. Cái chỗ đó mọi người. Chị sao giờ? Cả nhà anh xem phải kiểm tra. Bây giờ chỉ còn viết sai, viết thiếu là một cây. Đưa đây. Của chị, của em Bông đâu? Trong đó hết á. Rồi anh Bông đây. Rồi ok, Bông bé bỏng xin hứa từ nay không cán bạn nữa, đủ 100 lần. Ok, được rồi. Chị Hiền xin hứa không tiếp tay làm việc xấu nữa. Đúng. Cả nhà viết đủ rồi nha cả nhà. Rồi. Rồi ok, bây giờ chị Hiền với em Bông đứng trước mọi người đi. Chị Hiền với Bông thấy như thế nào? Thấy viết sai chưa? Cả nhà, sau khi mà chép phạt á, là trong thời gian chép phạt là chị Hiền đã suy nghĩ về việc chị Hiền làm. Chị Hiền thấy chị Hiền làm vậy là không đúng mọi người. Mình không thể giúp em Bông làm việc xấu như vậy được. Cô giáo phạt em Bông là có lý do, là phải để em Bông tự viết chứ mình không được dùng lương lèo để mình viết cả nhà. Như vậy là em Bông sẽ học phải thư tật xấu tiếp. Mẹ em Bông không rút kinh nghiệm. Đúng rồi, còn Hiền thì sao? Em cũng vậy nha. Chị Hiền cũng dạy mọi người. Từ nay chị Hiền á, ví dụ như mà có chuyện gì mà Bông làm sai á, là chị Hiền sẽ dạy lại Bông. Chị Hiền không tiếp tay cho em Bông như vậy nữa. Đúng rồi. Nếu mà lần sau mà có tiếp tay thì phải như thế nào? Lần sau mà có tiếp tay, không bao giờ có lần sau đâu mọi người. Mọi người yên tâm đi, chị Hiền lần này chị Hiền đã rút kinh nghiệm rồi. Rồi. Giờ có xu quá cả nha. Bây giờ anh nói nè, đứa nào lần sau mà vi phạm mà không biết lỗi lầm của mình mà còn cố gắng lương lẹo, rồi tẩy trắng thành đen thì sẽ ăn đòn của anh, được chưa? Dạ. Ok, rồi thôi bây giờ hai đứa vô nghỉ ngơi đi. Đi Bông. Rồi. Tuy nhiên cả nhà, lần này anh xin có lời khen cho em Su, bởi vì em Su đã biết thấy được việc xấu của em Bông và chị Hiền và ra mấy anh xin. Vì vậy á, anh xin tiên dương Su. Đó, các em fan phải như Su nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em fan những clip tiếp theo.